Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Vừa tái xuất Running Man, Carrick đã cùng Lan Ngọc phát cả rổ cẩu lương cho fan. Tập 15 Running Man Việt vừa lên sóng vào tối ngày 26 tháng 12, đánh dấu chặng đua cuối cùng của các thành viên mùa 2. Đặc biệt, tập phát sóng tuần này khiến khán giả vô cùng háo hức khi có sự trở lại của Carrick sau khoảng thời gian bận rộn với lịch trình của rap Việt. Vừa tái xuất chương trình, nam rapper đã cùng Lan Ngọc liên tục phát cẩu lương, khiến fan cực kỳ thích thú. Ở phần mở đầu, Carrick đã được giao nhiệm vụ quản trò trong phần thử thách búp bê tập đi cùng Carrick. Vừa biết quyền lực của Carrick, Lan Ngọc đã vội vã nài nỉ: "Hai chị em, tụi em chưa làm gì anh." Đáp lại, nam rapper đã nhẹ nhàng cho biết: "Em là vợ anh thì được sống đến cuối cùng, đừng lo." Câu nói của Carrick khiến bé nớt đỏ mặt ngại ngùng, còn các thành viên thì được dịp phản ứng dữ dội. Xuyên suốt phần trò chơi, Carrick đã nhiều lần dành sự ưu ái cho Lan Ngọc. Khi biết Ngọc nữ không dám hò hé vì mình, huấn luyện viên rap Việt đã dành thêm chút thời gian cho nữ diễn viên. "Em muốn đi đâu thì em đi, anh không bắt đâu." Đó là chưa kể đến khi phát hiện ra Lan Ngọc, Carrick đã lẳng lặng rời đi, không thèm đứng canh me như các thành viên khác. Lan Ngọc cũng ra sức ngăn cản khi các thành viên nhào vào xé bảng tên Carrick như vặt lông gà. Trong phần trò chơi xé bảng tên, Carrick là người duy nhất xót xa khi thấy Lan Ngọc bị Liên Bình Phát kéo lê lết trên sàn. Anh đã vội chạy ra can ngăn, đề nghị nhẹ tay ạ. Dù sức lực có hạn, Lan Ngọc cũng hết mình bảo vệ Carrick đây này.